Hello hello mọi người nha. Hôm nay là ngày 17 tháng và ngày hôm nay mình đang tham dự một cái buổi họp online dành cho những cái người sáng tạo trên YouTube. Thì rất là nhiều người trên YouTube Việt Nam được gửi lời mời tham gia cái buổi họp online này. Và mình là một người may mắn trong những cái kênh ở Việt Nam. Tại ở Việt Nam mình có hàng ngàn, hàng triệu kênh rồi nha. Nhưng mà mình được nhận cái lời mời ngày hôm nay thì mình rất là mừng luôn bạn nha. Và hiện tại thì mình đang tham gia cái buổi họp mặt hôm nay nè. Và các bạn admin, các bạn hỗ trợ người sáng tạo đang trình bày những cái điều liên quan đến việc mà làm YouTube đó. Thì ngoài việc mà họp online ra thì YouTube họ chuẩn bị cho mình một cái phần quà và một suất ăn trưa các bạn nha, để có cái năng lượng để ngồi để nghe thuyết trình và cùng nhau tham khảo những cái việc làm YouTube để phát triển YouTube ha. Thì sẵn đây mình review cho các bạn coi cái phần quà và cái suất ăn của mình. Thì đây các bạn, mình đang họp online các bạn nha, và mình hiện tại đang tắt camera ở trên cái MacBook mình để mình quay review cho các bạn coi những cái phần quà, những suất ăn của mình ngày hôm nay. Đây là cái phần quà của mình, thì hôm qua mình có làm một clip review rồi, có thể các bạn cũng đã biết rồi. Thì phần quà của mình được gửi đến cho mình cách đây là ngày hôm qua là ngày 16 mình đã nhận được quà rồi. Ở đây là ghi nè, bất ngờ đang đợi, xin đừng mở hộp trước 17 tháng 12, thì mình đã mở trước ngày hôm qua luôn rồi đó. Thì đây là một cái lời ngỏ từ YouTube gửi đến mình nè đó. Và đây là cái áo thun YouTube rồi nha, áo thun của YouTube nè, có logo YouTube nè đó. Đây là một cái trò chơi bingo để lát nữa mình tham gia để mình lấy đây nè, đang chơi nè, đang chuẩn bị chơi nè. Đây là cái khẩu trang, đang khẩu trang rồi nha. Cái túi nè, túi đi chợ, túi cho phụ nữ. Đây là một cái ba lô các bạn nha đó. Đây là một cái bình nước nè, và đây là một cái chai nước diệt khuẩn các bạn nha đó. Rồi bây giờ mình sẽ phải tham gia cái trò chơi tí xíu bạn nha. Đó, nên mình sẽ dẹp cái phần quà này của mình đi. Wow, phần thưởng là ba cái đồng hồ thông minh luôn bạn nha. Bây giờ không biết là khi nào tham gia trò chơi đi nè. Giờ mình được hai số rồi bạn nha. 4536. Mình được hai số rồi. Hy vọng là thắng trò chơi ngày hôm nay các bạn nha. Trời ơi, 4 số luôn rồi, ghê vậy. Số gì đây, số gì đây? Số này là để đó ra luôn. Xin chúc mừng các bạn có số 7, số 7 nè, số 7 có nè. Mình có số 7. Nhà em ta đời chưa bingo. Cố lên. Thì đó giống từng biết chơi bingo ta. Chơi sao vậy? Số tiếp theo là số 10. Số 10 không có rồi. Số 10 có ai có không ạ? Không có rồi, không có rồi. Hồi hộp quá. Mày giống như chơi lô tô Việt Nam mình các bạn nha. 52 không có rồi. Không có 52 rồi. Có cái đồng hồ các bạn nha. Chúng giải thưởng là có cái đồng hồ. Có một bạn đang cầu là
mình còn hai số nữa mình sẽ có hàng ngang rồi. Ba mươi hai không có luôn, tức quá. Ơi bạn của mình, giờ chỉ còn một giải thôi các bạn ơi, người ta thắng hết rồi. Của mình là giờ là chờ 20, chờ 38 nè. Chờ 38 nè. Chờ 38, chờ số 5 nè. Đó, mình chờ 38, chờ số 5. Chờ 35 nữa là mình đạt giải rồi. Nhưng mà hiện tại thì cái 4 giải thôi mà người ta đã ăn, đã thắng 3 giải rồi. Giờ còn một giải cuối cùng thôi. Ủa vậy là hết luôn hả ta? Đủ giải rồi hả ta? Ok, chúc mừng các bạn, đã giành được 3 người rồi. 3 chiếc đồng hồ thông minh trong chương trình ngày hôm nay. 3 người đoạt giải rồi. Hãy giúp chúng tôi gửi thư về cho địa chỉ anh Phan. Ôi giời, chút xíu nữa là thắng rồi. Chờ 38. Chờ 38, chờ số 5. Chờ 35. Xui quá, Bây giờ là đến giờ ăn trưa rồi các bạn nha. Mọi người sẽ tạm ngưng để mà ăn trưa nè. Phần cuối cùng là một cái phần quà đó các bạn nha. Phần cuối cùng cũng hơi hấp dẫn nha. Ok, thì bây giờ mọi người sẽ ăn trưa thôi. Đây mình sẽ mở cái phần cơm trưa của mình ra để mình review cho mọi người coi. Đây, wow. Wow. Đây bạn, đây là cái phần ăn trưa của mình nha. Đây. YouTube Panaday nha. Cùng nhau làm bữa trưa. Wow. Đây đây là phần ăn trưa gồm có nè, một tô poker là cái gì ta? Hoặc là những nguyên liệu để bạn tự thiết kế nè, nước ép nè. Đây là hướng dẫn để tự làm poke nè, đó. Đây người ta sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách để chúng ta tự chế biến luôn các bạn nha. Đây, wow. Đây là một cái phần cơm các bạn nha. Đây, cơm này là cơm kiểu như người ta gắt dài cái hột mè lên các bạn nha. Đó, cơm. Còn đây là các loại nước sốt nè. Đây bạn, nước sốt. Đây là mayonnaise nè, đây là cải nè, bông cải nè. Còn đây là cá này, cá ngừ cái gì bạn nha. Đây là cá ngừ đại dương hay là gì đó. Nói chung là cá để ăn sashimi gì đó. Cá, cá tươi nè, dưa leo nè, cà bi nè. Còn đây là thơm nè. Đây là cái gì, cà rốt các bạn nha, cà rốt. Còn đây là cái để chúng ta trộn lên nè. Cái này là thường người ta gọi là cái gì ta. Cái này thường người ta sốt mayonnaise vô ăn đó bạn. Cái này nó kêu cái gì, quên nước tiêu rồi. Đây, đây bạn, rất là ngon các bạn nha. Đây, một cái trứng, hành phi, tỏi phi, rồi rau ngò gí nè, rồi xà lách nè. Đó, xà lách đúng rồi, cái này là xà lách trộn mayonnaise các bạn nha. Đó, thì cái này là chúng ta sẽ sốt cái mayonnaise rồi trộn này nọ vô, trộn cái này vô nè. Đó, thì ăn trưa. Thì ở đây thì mọi người ai mà muốn ăn trưa online thì chúng ta có thể bật camera lên ăn trưa online luôn. Còn không thì chúng ta ngồi ta nhâm nhi một mình nha. Đó, cái này lấy lon bia ra nó là dư sức luôn rồi nha. Cái này lấy lon bia ra nữa là nhậu luôn. Đó, đây cái hộp rất là lịch sự mà nha. Đây, rất là dễ thương, cái hộp này không nỡ dục bỏ luôn. Cái hộp này không lẽ giờ để lại làm kỷ niệm ta. Wow, đây bạn. Đó, đây là cái thành quả của những cái người làm YouTube rồi nha. Rất là hãnh diện nha. Mình rất là hãnh diện khi mình nhận được những cái phần quà, những cái suất ăn như vậy. Đó, thì rất là nhiều người làm YouTube thì không phải ai cũng được mời tham dự cái chương trình ngày hôm nay. Thì mình rất là vinh dự khi mà được tham dự ngày hôm nay và được tặng một cái phần quà và tặng một cái suất ăn này, thì mình rất là vinh dự và rất là mừng luôn các bạn nha. Đó, thì mình review các bạn coi cái suất ăn của mình. Thì hy vọng là chiều ngày hôm nay để coi có chương trình trò chơi vui vui mình thắng được thì mình sẽ chia sẻ với mọi người. Còn không thắng luôn là coi như là hẻo luôn các bạn nha.